Chị có thể chia sẻ cho cả nhà mình biết là cái hiệu quả của hai lần trước như thế nào không ạ? Hiệu quả của hai lần trước chị về ha, chị thấy là da của chị nó vừa căng bóng nè, nó với lại những cái nếp nhăn mà li ti á là bây giờ chị thấy nó không còn nữa. Dạ. Đồ ẩm, đồ cấp ẩm của chị á giờ là thấy nó da nó căng bóng luôn nè, em thấy không? Dạ đúng rồi. Rồi nhìn nó mượt hơn so với trước nữa. Dạ. Chị nhớ hồi trước mà chị lại Eminem á là da của chị nó bong chóc rất là nhiều, khô nữa. Em cũng nhớ mà. Dạ. Chị lại da chị bong chóc rất là nhiều. Rất là khô luôn. Ừ. Nó bây giờ em thấy không? Hết rồi. Dạ. Mịn quá chị ha. Em xin phép nha. Đây rất là mướt, rất là mịn luôn ha cả nhà nha. Lần trước em nhớ da chị khô bong luôn á. Bong. Hôm nay là lần thứ ba chị lại rồi đó. À, tiếp tục cải thiện quá. Em tốt nhớ luôn. Chị nhớ là lúc mà chị lại á là chị thấy da mình nó sạm, nó tối lắm kìa. Yeah. Mà bây giờ thì da của chị nó sáng hơn một chút. Yeah. Đó thì chị hy vọng là sau cái buổi thứ ba này da của chị nó hoàn thiện, hoàn toàn đẹp hơn so với mong đợi của chị. Dạ. Yeah. Thì bây giờ chị trước đây chị cũng có sử dụng nhiều cái mỹ phẩm đắt tiền rồi những cái mà skincare rồi mấy uống collagen rồi thực phẩm chức năng rất là nhiều nhưng mà cuối cùng không có hiệu quả. Thì vô tình chị đến đây đó, thì chị biết được chị Mai livestream trên cái Facebook á thì chị vô lên luôn. Dạ, vậy là chị xem Facebook, chị thấy bên em chị Mai có livestream về công nghệ này, chị nghĩ là nó hợp với mình cho nên chị ghé chị trải nghiệm đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, bây giờ thì mình cảm thấy rất là hài lòng về công nghệ phải không chị? Đúng rồi. Dạ, thích quá cả nhà ha. Chỉ cần 2-3 lần làm đẹp thôi là làn da của chị đã cải thiện rất là nhiều rồi. Thì bây giờ không có để cái sự mong mỏi của chị lâu nữa. Em sẽ mời mình nằm xuống để bác sĩ tiếp tục điều trị cho mình nha. Ok. Dạ, em mời mình nằm xuống chị nhé. Rồi, chị nằm nhé, bác sĩ điều trị cho mình nha. Ok. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu tiến hành điều trị nha chị. Thì... Dạ, cả nhà mình chút xíu, đợi bác chút xíu để bác chia sẻ với cả nhà mình về cái công dụng của nano collagen nha. À, về cái công dụng của nano collagen thì bác sĩ Hồng Trinh chia sẻ với mọi người đó là một cái công nghệ để mà làm trẻ hóa da rất là tốt. Thì với cái phương pháp mà cái nano collagen đó là mình đưa các cái dưỡng chất vào bên trong da, mình làm tái tạo da, làm cho da khỏe hơn, dày hơn, làm cho da săn chắc hơn và chống các cái nếp nhăn trên da rất là tốt. Thì sau khi mà làm xong cái nano collagen thì hôm nay chị đã tới đó là sau 2 lần điều trị rồi thì thấy cái da nó cải thiện, có cái độ bóng rất là tốt trên da, nếp nhăn li ti vùng quanh mắt nó bớt rất là nhiều và da của chị thì mình thấy cái sự cải thiện về cái độ căng, độ bóng, độ trong của da, da khỏe hơn, mịn màng hơn. Thì thấy là cái da của chị nó đỡ khô hơn, bởi vì cái lần đầu tiên chị tới đó là cái da của chị rất là khô, thì hôm nay cái sự về mặt da mình đã thấy nó mịn màng hơn rất là nhiều so với cái hôm đầu tiên chị tới rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành tiếp tục làm điều trị cái lần thứ ba để mà giúp cho tăng cái hiệu quả của làn da lên nữa. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của bác. Cả nhà biết không, đối với lại công nghệ nano collagen, em nghe bác chia sẻ thì cái gì cũng hơn hết á. Mịn hơn, sáng hơn, mướt hơn, căng bóng hơn, cái gì cũng hơn hết á cả nhà. Cho nên nếu như mà cả nhà mình muốn da mình nè căng bóng hơn, mịn màng hơn, sáng hơn và xinh tươi hơn, cả nhà mình nhớ nha. Chần chờ gì nữa mà không gọi cho tổng đài miễn phí của Baby Thanh Mai 18006617 để được tư vấn miễn phí về tất cả các công nghệ làm đẹp da cũng như là được đặt lịch hẹn thăm khám da miễn phí với bác sĩ của Baby luôn. Cả nhà mình nhớ nha. Gọi cho tổng đài miễn phí của Baby Thanh Mai 18006617 và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi livestream tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.